皆さん、こんにちは。Xin chào các bạn. Đây chưa hát cả ở bên kia chưa dự kiến mà. Chúng ta sẽ tiếp tục học vào bài học số 18. Trong 18 chấm 1, chúng ta đã đi chia động từ về thể, nguyên thể, về được, ý đấy cả. Mình nhắc lại một chút động từ nhóm 1, cột y chuyển về cột ư bỏ mắt. Đối với động từ nhóm 2, bỏ mắt đi cộng với rự. Động từ nhóm 3, xin mắt chuyển hình sư rự và khi mắt chuyển hình cơ rự, ý đấy cả. Mình これも練習してくださいね. Các bạn hãy ôn tập phần đó nhé. Nhưng đến 18.2 này thì trên nền tảng của động từ chưa thể được đó, chúng ta sẽ đi cộng với cô tổ gá để kimas. Cô tổ gá để kimas. Thế thì có một cái cách thức để chuyển về danh từ hóa của động từ chính là cộng cô tô sau động từ. Toàn bộ động từ chia về thể nguyên thể cộng với cô tổ thì cái cô tổ mang ý nghĩa là việc, cho nên toàn bộ cái phần đó trở thành danh từ. Và với 18.2 đi về có khả năng làm cái gì đó thì chúng ta sẽ có động từ chia thể nguyên thể veru cô tổ ga dekimasu hoặc danh từ đi với ga dekimasu. Đối với danh từ là những cái danh từ ví dụ như là thể chỉ sự khả năng chẳng hạn, ví dụ như là piano hay là những cái môn thể thao, soccer hay là undo là vận động, hoặc unten lái xe, thì những cái trường hợp đó sẽ đi với danh từ và chúng ta bỏ cái simas đi, bản chất nó là như vậy. Còn các động từ khác chúng ta sẽ đi với ve ru cô tô cộng với ga dekimasu, tức là có thể làm một việc gì đó, ít nhất có mina san. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi với danh từ, sẽ đi với ga dekimasu là có khả năng cái danh từ đó. Câu hỏi sẽ là nani ga dekimasu ka? Bạn có khả năng gì ạ? Ii desu ka? Chatteyo mite kudasai. Các bạn hãy xem ví dụ nhé. Ii desu ka? Tatoeba, tennis. Danh từ đây là tennis. Cộng với ga dekimasu, chúng ta sẽ nói là gì ạ? Dozo. Tennis ga dekimasu. Dozo. Giả sử cái người con gái có thể chơi tennis thì nó như thế nào ạ? Được rồi. Chỉ trực tiếp một người con gái đây sẽ là gì? Kono onna no hito wa tennis ga dekimasu. Đúng không ạ? Được rồi. Ii desu ka? Tsugi. Tatoeba ne. À, vậy thì ở đây chúng ta có động từ chưa thể dekimasu. Cho nên là không có khả năng gì đó chúng ta sẽ chia về dekimasen. Giả sử cái người con trai không chơi được tennis thì chúng ta sẽ nói được như thế nào ạ? Được rồi. Hito wa tennis ga dekimasen ne. Hai, được rồi. Mà chỉ đó. いいですか?次ね、例えば、皆さん、あ、料理、皆さん料理ができますか?女の人は。các bạn nữ có thể nấu ăn được không ạ? các bạn nhìn trong tình huống này, người con gái chẳng hạn như vậy. あ、この女の人は料理ができません。どうぞ。もう一度ね。この女の人は料理ができません。どうぞ。次。ピアノ、皆さん、ピアノができますか? À, vậy thì câu hỏi đó là câu hỏi xác nhận thông tin. Khi đó chúng ta có thể trả lời là gì? はい、できます。 Không, chúng ta sẽ nói là gì? いえ、できません。 いいですか? Nếu mà được, các bạn sẽ trả lời là gì ạ? Dạ. はい、できます。 Không được, どうぞ. いえ、できませんね。 いいですか? Và trong tình huống này chúng ta sẽ có hai cách nói. Cách thứ nhất là piano ga dekimasu. Ii desu ka? Và chúng ta đi cả cái cụm từ là piano o hikimasu. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ nói như sau. Đây chính là động từ chia về thể nguyên thể dạng ru cộng với ga dekimasu. Khi đó chúng ta sẽ nói được như sau. Ta thôi gọi onna no hito. Giả sử là người con gái, khi đó mình sẽ nói là gì? Kono onna no ko wa piano o hiku. ことができます。皆さんどうぞ読んでください。